Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ chúng mình sẽ nghe sự minh nguyện của mình đi nha.
sát chẳng cùng sát đâu. Đợt mặt mọi khói người mà thôi giống như là kiểu tương tự thức từ nhỏ. Ủa có vô mỹ bô lực mất.
Kids like kids. Không thì đã ổn một gọi ăn thì làm nhường trang nhưng mà giọng kệ vậy thôi. Em chịu ổn lời mong ý cái đó hả? Thì cái này uống ít làm nhường trang cũng bọn đâu. Dạ đúng quá, dạ ký nè. Em mở mắt rồi ráng uống không? Mở mắt ráng lắm. Chả.
lên cho gớm. Hỏi được ngươi rồi. Nó nha. Sao ở nhắn chứ? Chứ sợ ông thôi muốn mai tao chứ. Ngay tao ở cãi à? Thôi, tao vẫn nghe được tao cũng thích sợ ông thôi, tao sẽ vô nhiêu chứ vậy. Tao ơn danh chị chỉnh chị thôi. Kỳ hẳn chứ. Ừ. Sao mình sẽ đợi buổi sau tao. Ngay tao cãi chắc cũng bị giật mình. Quỷ nghỉ mãi hết. Dạ. Dạ, ra nhiêu rồi? Hôm nay đi ăn cưới nè. Hạng nghỉ, hạng nghỉ nhưng mà hạng vần. Hạng không nghỉ thì hạng cũng làm nghiệp lắm. Chút bút ký cài nợ ông ăn thằng chằn chản ấy. Trời ơi, nhìn tưởng em tưởng gì đó thì có vậy là nó mưng. Đeo hàng mập. Đi tới đây. Ăn thì ngờ, không đi tới đây ăn cùng đùa. Hai. Đến đây thì đây.
không thể. Em cực kỳ nghiệp cà phê không á. Nhưng mà thôi. No. Đừng dụ dụ em. Em kiên định lắm. Em kiên định lắm.
Hãy
Anh đừng có yêu thêm ai nữa. Em đi gặp chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xưa.